Anh ơi, anh có thể nào cho xin ổ bánh mì không gì không? Anh ơi, mấy anh cho xin ổ bánh mì đi. Anh ơi, bây giờ cho xin ổ bánh mì chứ. Cho xin ổ bánh mì không nè. Anh cưỡng chế mà anh bắt người ta đi lên xe ngồi trên đây trên một tiếng đồng hồ, không có quạt, không có máy lạnh, không có gì hết, quá nực rồi. Bây giờ cái xe 50 chỗ của mình nó, mình có thể là mình mở miếng quạt hay là mở miếng máy lạnh được không? Anh công an ơi. Anh cưỡng chế người ta đi cái vụ Covid vậy là lẽ ra phải có miếng bánh mì không thôi. Trời ơi, tới đây cưỡng chế bắt nguyên một hộ gia đình đi cưỡng chế vì nói là dịch bệnh corona mà không có một cái giấy quyết định nào hết trơn. Ngồi trên này mấy tiếng đồng hồ không có một. Trời ơi, ông đứng ở dưới ông mát muốn chết mà ông nói như vậy. Anh cho tôi xuống dưới, tôi đứng chút xíu thôi, cho mát chút xíu. Trời, nghĩ sao cái xe 50 chỗ không mở quạt, không mở máy lạnh, xe đậu giữa trời nắng còn nhốt ra trên đây trên một tiếng đồng hồ, nóng đổ lửa luôn. Không, bắt hết nguyên hội đình 30 người đi cưỡng chế để vô trại tập trung để gì, nói là ở đây bị corona. Cái vấn đề ở đây nè, cái vấn đề là không quá trời đuối rồi, vấn đề là không chứng minh được có người bị nhiễm Covid đã đi vô đây. Camera của mình trích xuất ra cũng không có cái người nào bị nghi nhiễm corona đi vô đây. Đó, mình mấy ngày nay thân nhiệt mình bình thường, không ai nóng sốt, vậy mà bây giờ bắt mình đi gần nhất định lấy mẫu xét nghiệm, nhưng mà không có giấy quyết định nào hết. Lấy mẫu xét nghiệm á mà không có giấy quyết định, không có gì trơn, không có giấy quyết định của cấp trên, không có cái gì trơn. Ê, không muốn thấy tại triệu chứng bình thường cũng bắt ta đi luôn à. Mà bây giờ vậy nè mấy anh ơi, mấy anh cho từ sáng tới giờ bị bắt rồi, trên này cho xin một chút xíu bánh mì hay miếng nước, miếng cháo gì hết cũng được nữa. Sáng sớm đang ngủ dọc đầu người ta dậy rồi giờ bắt luôn mà không đi đái được, không có ăn uống gì được. Cái chuyện ngồi ở đây là một hồi cái đầu nó lên 40-50 độ luôn nè, là hỏng bệnh, đo nhiệt độ cũng thành bệnh luôn á chứ. Ngồi trong này đó, trong cái chiếc xe không có miếng máy lạnh, cái xe tồi tàn đã vậy hả, ngồi nóng hồi cái xong cái vô bắn nhiệt độ người ta cái thành nóng luôn, chết rồi. Không có một giấy tờ gì, anh không có một bằng chứng gì. Anh Trân Phòng ơi, giờ anh nói với mấy anh công an, tại sao đến đây không có một cái giấy tờ giấy quyết định gì hết trơn? Mấy anh là ai? Tất cả giờ nói miệng không có một cái gì hết. Mấy chục người nhân đại ở đây nè. Cái... mình chấp nhận, mình sẵn sàng đi xét nghiệm, sẵn sàng hợp tác với công an hết. Mà vấn đề làm gì phải có giấy tờ, kết quả gọi là cái gì, giấy quyết định bắt hay là giấy quyết định mà đưa mẫu xét nghiệm hay cái gì chứng minh được rằng có người nghi nhiễm virus vô nhà mình, phải chứng minh cho được những cái điều đó thì mình hợp tác. Rồi bây giờ bắt mình nhốt trên xe dịp trên một tiếng đồng hồ mà cảnh sát cơ động thì không mặc áo cảnh sát cơ động, không đeo thẻ tên, không đeo thẻ gì hết trơn. Trời đó, rồi mấy anh công an dưới kìa, ngồi ăn bánh mì kìa, nhốt mình trên đây không cho miếng ăn nữa, vậy mà nói là sáng giờ chưa ăn gì. Nó ngồi nó ăn vậy, mình chưa ăn cái gì cho nó, không cho miếng bánh mì nữa. Trời ơi, làm ơn xin mấy ảnh cho người ổ bánh mì không thôi là cũng vui nữa. Chết rồi. Sáng sớm dựng đầu người ta dậy lôi ra, chưa uống nước, chưa ăn uống gì. Bây giờ mình nói chuyện thực tế là bây giờ trên đây quá nóng rồi, cái nghĩ sao cái xe đậu giữa trời nắng buổi trưa chang chang mà không mở máy lạnh, không mở quạt, không mở điều hòa. Còn bây giờ nóng gì thở không nổi. Ở trong cái tờ giấy á, thì ghi là có cái người đó tên đó đi vô đây, mà mình chiếc xuất camera thì không trong cái khu